Xin chào các bác, thì hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một mẫu vàng là tiền thân của S750 tại Việt Nam. Đó chính là dòng vàng Siso 3D510. Thì đối với dòng 3D510 này thì là những con vàng gọi là đàn anh đàn chị của S750, có nghĩa là nó sản xuất trước những con DBS750 ở thị trường Việt Nam rất là nhiều. Thì đối với cái sản phẩm này thì cái linh kiện và chất lượng của nó rất tốt, phải nói rất là tốt, và chất âm của nó rất là tuyệt vời và hay. Thì các bác có thể là quan sát mặt trước, nó hoàn toàn giống với vàng DB Acoustic S750 ở Việt Nam. Con đấy ở thị trường ở Việt Nam đang bán với giá là khoảng 6,8 triệu, gần 7 triệu. Đấy. Thì ở con này thì nó cũng tương tự thôi. Về cái chất âm, chất lượng nó tương tự. Mà giá đây là hàng bãi thì giá nó sẽ rẻ hơn được gần 3 triệu. Như con này em đang bán cho các bác với giá là khoảng 4 triệu một con. Đấy, nút nguồn này. Nút nguồn thì là sử dụng phím không phải phím cơ nhá. Phím này ấn. Đấy. Mode Enter. Echo, Revert, Info, Input. Con này thì có thể là điều chỉnh được cái Echo Revert. Echo Revert được. Chỉnh nó chỉnh sâu hơn một chút so với cả S750 ở thị trường Việt Nam hiện tại. Đấy. Các bác có thể điều chỉnh được delay này, repeat này, đấy, reverb time này ở trên cái này, trên màn hình này mà S750 không làm được. Đấy. Còn bên này thì nó cũng chỉ có music này, effect này và mic, cổng USB. Và đặc biệt là đằng sau của nó thì nó mới làm một con vàng chất. Vàng rất là chất. Vì đối với cái mẫu này ấy, thì rất là ít mẫu vàng mà được sử dụng cái rắc nguồn chuyên nghiệp các bạn ạ. Đây người ta gọi là rắc nguồn chuyên nghiệp. Thì đối với cái rắc này nó chính là rắc của đèn beam 260 hoặc 230. Đấy, rắc nguồn của đèn. Thì khi các bác mua thì bọn em đều có rắc tặng theo, kèm theo cho các bác thôi. Đấy, còn bên này thì nó sẽ có cổng RL, SR, SN, Center, Sub. Đấy. Và đây là B SBR và SBL. Đây là 8 cổng out ra và các bác có thể là tùy chỉnh tùy biến được tất cả các cổng này. Có thể có cả chỉnh một phát 8 cổng đều là cổng sub được, hoặc là chỉnh 8 cổng đều là cổng full được, đầy đủ. Bên này thì sẽ có 4 cổng mic các bác nhé, 4 cổng mic và 2 mic riêng biệt được. Ở đây có cổng quang này, hai cổng tín hiệu đầu vào, hai AUX 1 và AUX 2. Còn đây là về cái phần nội thất bên trong của nó. Ở trên con 3D510 này thì đối với chất âm của 3D510 này thì nó sẽ hay hơn cả 1080 các bác nhá, hay hơn Siso 1080. Theo em được đánh giá, đây là đánh giá khách quan ở bên em, thì em đánh giá là con này hay hơn 1080. Vì đây là, nếu mà nói về cái mã 1U, có nghĩa là mẫu vang 1U, thì đây là con cưng gần như cao cấp nhất của nhà Siso. Các bác có thể nhìn ở đây nó sở hữu được con chip Analog Device 21489 của Mỹ, chip xử lý âm thanh AKM. Con này về cái chất âm của nó thì không thể chê, em phải nói một điều là không thể chê được, rất là hay, ngọt ngào, chi tiết, đẹp nữa đúng không, rất sang trọng và đẹp. Tuy là một con vang bãi nhưng về còn cái hình thức của nó còn tương đối là đẹp. Xin chào các bác, thì hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một mẫu vang là tiền thân của S750 tại Việt Nam. Đó chính là dòng vang Siso 3D510. Thì đối với dòng 3D510 này thì là những con vang gọi là đàn anh đàn chị của S750, có nghĩa là nó sản xuất trước những con DBS750 ở thị trường Việt Nam rất là nhiều. Thì đối với cái sản phẩm này thì cái linh kiện và chất lượng của nó rất tốt, phải nói rất là tốt, và chất âm của nó rất là tuyệt vời và hay. Thì các bác có thể là quan sát mặt trước, nó hoàn toàn giống với vang DB Acoustic S750 ở Việt Nam. Con đấy ở thị trường ở Việt Nam đang bán với giá là khoảng 6,8 triệu, gần 7 triệu. Đấy. Thì ở con này thì nó cũng tương tự thôi. Về cái chất âm, chất lượng nó tương tự. Mà giá đây là hàng bãi thì giá nó sẽ rẻ hơn được gần 3 triệu. Như con này em đang bán cho các bác với giá là khoảng 4 triệu một con. Đấy, nút nguồn này. Nút nguồn thì là sử dụng phím không phải phím cơ nhá. Phím này ấn. Đấy.
mode enter, echo, revert, info, input. Con này thì có thể là điều chỉnh được cái echo revert được. Chỉnh nó chỉnh sâu hơn một chút so với cả S750 ở thị trường Việt Nam hiện tại. Đấy. Các bác có thể điều chỉnh được delay này, repeat này. Đấy, revert time này ở trên cái này, trên màn hình này mà S750 không làm được. Đấy. Còn bên này thì nó cũng chỉ có music này, effect này và mic cổng USB. Và đặc biệt ở đằng sau của nó thì nó mới làm một con vàng chất. Vàng rất là chất. Vì đối với cái mẫu này ấy, thì rất là ít mẫu vàng mà được sử dụng cái jack nguồn chuyên nghiệp các bác ạ. Đây người ta gọi là jack nguồn chuyên nghiệp. Thì đối với cái jack này nó chính là jack của đèn beam 260 hoặc 230. Đấy, jack nguồn của đèn. Thì khi các bác mua thì bọn em đều có jack tặng theo kèm theo cho các bác thôi. Đấy, còn bên này thì nó sẽ có cổng RL, SR, SN, center, sub. Đấy. Và đây là SBR và SBL. Đây là 8 cổng out ra và các bác có thể là tùy chỉnh tùy biến được tất cả các cổng này. Có thể có cả chỉnh một phát 8 cổng đều là cổng sub được hoặc là chỉnh 8 cổng đều là cổng full được. Đầy đủ. Bên này thì sẽ có 4 cổng mic các bác nhé, 4 cổng mic và 2 mic riêng biệt được. Ở đây có cổng quang này. Cổng quang này. Hai cổng tín hiệu đầu vào, hai AUX 1 và AUX 2. Còn đây là về cái phần nội thất bên trong của nó ở trên con 3D510 này. Thì đối với chất âm của 3D510 này thì nó sẽ hay hơn cả 1080 các bác nhé, hay hơn Shiso 1080. Theo em được đánh giá, đây là đánh giá khách quan ở bên em, thì em đánh giá là con này hay hơn 1080. Vì đây là, nếu mà nói về cái mã 1U, có nghĩa là mẫu vang 1U, thì đây là con cưng gần như cao cấp nhất của nhà Shiso. Các bác có thể nhìn ở đây nó sở hữu được con chip Analog Device 21489 của Mỹ, chip xử lý âm thanh AKM. Con này về cái chất âm của nó thì không thể chê, em phải nói một điều là không thể chê được, rất là hay, ngọt ngào, chi tiết, đẹp nữa đúng không, rất sang trọng và đẹp. Tuy là một con vang bãi nhưng về còn cái hình thức của nó còn tương đối là đẹp. Và bây giờ em sẽ mời các bác cùng đi lắng nghe cái chất âm ở trên cái vang Shiso 3D510 này nó hay như thế nào. Đối với con vang này thì các bác hát không hay cũng thành ca sĩ được. Em khẳng định một điều là như vậy. Cái tiếng mộc nó rất là tốt. Echo gì vợ thì mượt mà, mịn màng. Phải nói là hay. Hôm nay thì em sẽ tự hát để mời các bác cùng lắng nghe. Vì em hát rất là kém, em hát không hay một tí nào cả. Ca sĩ hát thì em không nói làm gì rồi, nhưng em hát nó rất là kém. Thì em sẽ mời các bác cùng lắng nghe một ca khúc của ca sĩ Lê Bảo Bình. Đấy. Thì mời các bác cùng nghe thử. Thì ở đây em sử dụng con 7KE nhé, con 7KE mic DB450 và vang 3D510. Mời các bác cùng lắng nghe. Đang hát ở trên toa sát xui xui ca về kiểu mượt mà hoặc khi anh đang vấp ngã cuộc đời buồn bã mọi mệt tất cả em đã bước qua, ôm anh nói là có em đây mà không sao. Ân cần và sâu sắc mọi chuyện trong anh, nhìn cả thế giới bằng mỗi nơi anh. Từ khi em đến bên mọi chuyện tôi thấy ấm êm vì em. Không chê anh tay trắng khi bước vào đời, chịu đựng bao nhiêu sức lắng mưa tới. Em cũng không bằng anh chơi vơi. Anh thấy lòng thật bình yên khi trời mang em đến hạnh phúc trong tay rồi bước thôi em ơi. Mọi chuyện cứ để đó có anh nó sang nhà và ra bước cầu với chầu là
xa. Quý vị và các bạn đang được lắng nghe ca khúc Thương Em Đến Già ở trên con vang Siso 3D 510, một dòng vang mãi của Siso. Chất âm phải nói là tuyệt vời, là cấp. Các bác nghe có thể lắng nghe những cái tiếng Siso ở đuôi rất là ngon và mịn. Chất nhạc tuyệt vời. Ân cần và sâu sắc mọi chuyện trong anh, nhìn cả thế giới bằng mỗi nơi anh. Từ khi em đến bên mọi chuyện đôi thấy ấm êm, vì em không chê anh tay trắng khi bước vào đời, chịu đựng bao nhiêu sương lắng mưa tối. Em cũng không bằng anh trái vơi, anh thấy lòng thật bình yên khi trời mang em đến. Hạnh phúc trong tay rồi, bước thôi em ơi, mọi chuyện cứ để đó có anh nó. Sang nhà và ra mưa, câu với trầu làm quà đưa. Ngày bước lên sẽ hoa, anh hát câu ca đưa em về. Anh thương em mãi đến khi già. Anh thấy lòng thật bình yên khi trời mang em đến. Hạnh phúc trong tay rồi, bước thôi em ơi, mọi chuyện cứ để đó có anh đó. Sang nhà và ra sự khí hát ở trên vòng vàng này cũng nó tôn cái giọng dần khá là nhiều các bác ạ. Rõ ràng, mạch lạc, ngọt ngào, chi tiết. Không còn từ gì để nói đúng không? 4 triệu mốt cho một sản phẩm này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.